là đa phương. Giống như lục tổ ngài cũng có nói, giống như là trong bốn cái phương pháp gọi là quyền, thật, đốn, tiệm, thì tất cả trong 84.000 pháp đều là phương tiện để làm sao cho áp dụng, để cho phù hợp vào căn cơ của chúng sanh. Mà theo đệ hậu thấy thì với giáo pháp của Đức Thầy, Đức Thầy đã cho biết là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Thì nghe được lời của Đức Thầy thì nhớ lại sau khi Đức Phật Thích Ca, Thích Ca, nghĩa là 5 năm tầm đạo, 6 năm ngồi tu khổ hạnh và 49 ngày thiền định với gốc Bồ Đề, với cội cây Bồ Đề. Và sau khi chứng quả thì đệ hậu sẽ nói gọn, sau khi chứng quả thì ngài mới nhìn lên hư không, thì ngài mới nói giáo pháp của ta chứng ngộ được thì chỉ có Phật mới, Phật với Phật mới hiểu được, thì không một chúng sanh nào hiểu được. Thì vì lẽ đó nên đó, nghĩa là Tứ Đại Thiên Vương thấy ngài trầm tư mặc tưởng không lăn bánh xe pháp, nên ngài mới xin nhờ là Đức Phật, ngài đã chứng được giáo pháp vô thượng Bồ Đề, thì xin ngài vì thương xót chúng sanh mà dùng phương tiện. Thì lúc này Đức Phật mới nhìn là thấy những bông sen, giống như bông sen nó còn ở dưới, và có những bông sen vừa khoảng giữa mặt nước, và có những bông sen và trồi lên trên mặt nước, và có những bông sen đã nở trên mà trên hư không ngát hương thơm. Thì Đức Phật nói à, như vậy thì ta sẽ dùng giáo pháp của ta để làm một cái phương tiện để cứu độ trong bốn loài chúng sanh. Thì kính thưa chú quý vị, vậy giờ đây thì đệ hậu sẽ trình bày qua bốn câu với mệnh đề của mình. Thì vừa qua thì Quynh Thái cũng đã trình bày và xuất xứ và nơi cái bài này như thế nào. Rồi thì bây giờ thì hậu sẽ vào thẳng vào chợ từ để giúp cho một cái câu nói lên một cái sự việc gì đã xảy qua ra rồi, hay là để muốn nói lên một cái việc gì nó sẽ hiện tại. Nhưng đây là chợ từ của muốn nói lên một cái sự việc gì sắp đã qua, hay muốn nói một cái sự việc gì sắp tới. Văn học rồi phải không? Dạ. Dạ. Bây giờ như vậy thì nói lại xảy đây là Đức Thầy của mình, à, dùng cái từ như vậy là để nói là để, thay vì cái nghĩa rộng là cái từ điên đi ha, à, xảy là Đức Thầy dùng cái danh từ vắng thân. Chữ vắng, vắng là tất nhiên là theo mấy chú nó giải là vắng là đem thân, mà cái nghĩa, nếu cái nghĩa rộng là tất nhiên là bây giờ vắng ở đây là tất nhiên là vướng thân, hay là nói một cái nghĩa rộng là đấy là sao, là vì nhân duyên cái bổn nguyện, giống như vì cái nhân duyên mà bổn nguyện mà để vắng thân. Cảnh là trong cái hoàn cảnh, là trong cái hoàn cảnh. Đoạn là đứt, chữ trường là ruột. Như vậy thì cái cảnh đoạn trường là cái cảnh đứt ruột, gọi là cái cảnh đau. Thì theo đệ hậu để đúc kết theo cái sự hiểu của mình, như vậy chữ ngài ở đây là Phật Tổ, còn biến hóa ở Tây Phương, đây là dùng cái phương tiện thuật ngữ là chỉ cho cảnh giới của Phật mười phương, hay cảnh thế, cảnh giới thanh tịnh vi diệu, hay là chân tâm nhiệm màu của Phật. Đây là theo đệ hậu đúc kết của mình, theo sự hiểu là đây là một cái phương tiện, dùng cái phương tiện mà thuật ngữ để nói. Thì nếu cái nghĩa thứ nhất thì mình nói là tả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cách đây 84.000 ức thì tất nhiên là có thế giới Cực Lạc phải không?
như vậy thì đúng rồi. Như vậy thì với lời của Đức Thầy, biến hóa ở đây thì thành thông biến hóa với miền Trung ương, hay là Đức Di Đà hiện chó hầu quang thì cũng được. Nhưng mà ở đây muốn nói liên từ đây là thuật ngữ để chỉ cho cái sự cảnh Niết Bàn, mà đây là nói về một cái tất cả chư Phật mười phương đều phải lấy cái này là làm gốc. Như vậy thì đệ hậu á, có nghe giống như một đoạn á, mà hơi lâu rồi, thì bây giờ tất nhiên là tới cái chỗ này cái mình sẽ nhớ lại, nhưng mà nhớ đây thì tất nhiên là không có rõ. Nhưng mà sau khi Đức Phật Thích Ca còn chủ thế, Ngài sau khi ấn một cái ngón cái á, động cả tam thiên đại thiên thế với thế giới, thì lúc này các đệ tử mới là bạch hỏi Phật và bạch Thế Tôn, sự mà gọi là hóa hiện của Ngài đó thì như thế nào gọi là cùng tột, gọi là cùng tột như thế nào, giống như là gọi là cho nó hết khả năng á, là nó dùng cái từ mà đệ tử mới hỏi Đức Phật như vậy đó, gọi là khắp cùng hết khả năng của Đức Phật. Đức Phật nói này này các đệ tử, nếu các ông đi về hướng đông có Phật A Xúc, hay đi về hướng bắc có một vị Phật, hay về hướng nam có một vị Phật A Di Đà, hay là hướng nam có một vị Phật, hay hướng tây có vị Phật A Di Đà, thì nếu các ông hỏi các vị Phật đó là cảnh giới này là của ai, thì các vị đó đều trả lời nơi đây hiện tại là cảnh giới của Đức Phật Thích Ca. Đông cũng vậy, mà nam cũng vậy, mà tây cũng vậy. Như vậy thì tôi hỏi quý vị nha, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho Hoàng hậu Di Đề Hy, như vậy thì mình có thấy cõi Tây Phương Cực Lạc chưa, hay là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ? Như vậy thì đệ hậu sẽ theo lấy cái sự tóm kết của mình, đây là phương tiện và đây là thuật ngữ để Ngài biến hóa ở Tây Phương là Đức Phật Tổ Thích Ca. Vì ở trên đây là thí dụ như mấy chú nói hồi nãy là trừ lũ yêu ma khuấy chọc Ngài, thì Ngài ở đây là Đức Thầy. Nếu nói về bối cảnh hiện tại thì dẫn chúng, nhưng lấy cái câu trên ở đây là cầu xin Phật Tổ giải tuần hai, thì tất nhiên là nói về một cái mốc là Đức Phật Tổ. Sau khi Ngài sắp sửa thành đạo thì Ma Dương theo khuấy gói, thì tất nhiên là xuống ở đây là khuấy chọc Ngài, thì chính Ngài ở đây theo đệ hậu cũng là Phật Tổ Thích Ca. Và xuống đây, nhưng Ngài biến hóa ở Tây Phương như vậy thì cảnh giới của Ngài, Ngài đã tịch diệt rồi, vào cảnh Niết Bàn thanh tịnh, vào một cái gọi là cái chân tâm di diệu, và Ngài không còn nữa. Như vậy thì mấy câu dứt là còn sải ở đây là Đức Thầy. Như vậy thì Ngài bị Ma Dương khuấy gối mà trước khi thành đạo, và hôm nay Ngài đã hết bổn phận nhân duyên, đã tịch diệt vào cõi an dưỡng của Ngài rồi. Như vậy còn sải ở đây dấn thân là còn Đức Thầy. Như vậy dấn thân chưa? Dấn thân là tất nhiên là cảnh đoạn trường, là cái cảnh khổ khó trong buổi hạ nguyên thời kỳ mạt pháp, mà hôm nay Đức Thầy của chúng ta phải chịu cảnh là xa vắng tín đồ, phải lưu cư Đức Thầy, phải gài đây mai đó, phải không quý vị? Thì đó là đệ hậu sẽ hiểu được ý như thế nào, đệ hậu sẽ trình bày cái ý của mình như thế đấy. Nó như vậy thì nếu mà ở đây, nếu mà trình bày cái ý mà nếu Ngài là Đức Phật A Di Đà thì có liên quan gì với là lũ yêu ma khuấy gói Đức Phật, lũ yêu ma khuấy gói, phải không? Nó như vậy thì bây giờ nếu mình nói là trình bày về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì nó có liên quan gì, có liên quan gì với cái buổi hạ nguyên mạt pháp này với Đức Phật A Di Đà? Thì Đức Phật A Di Đà chỉ là Đức Thầy mình là dân lệnh, sắc lệnh để sao, để dân lệnh Đức Phật A Di Đà là truyền mở cái đạo lành. Thì theo đệ hậu thấy là tất nhiên là còn sải dấn thân cảnh đoạn trường là Đức Thầy của mình là phải chịu vào một cái cảnh trong buổi hạ nguyên này, là chúng sanh đang
nằm trong buổi thời kỳ hạ nguyên mật pháp đang chìm đắm trong bể khổ, và không biết là chừng nào là để mới chấm dứt trong mấy cảnh khổ. Thì ở đây thì đương nhiên là thêm một cái ý nữa, cái cảnh đoạn trường ở đây thì trong khởi đầu chiến tranh thì năm 1939 thì cái cảnh đoạn trường này nó đang xảy ra, nào để mà chiến tranh, nào để là loạn lạc làm cho con người phải sao, phải là pha người Pháp đã đô hộ trong những thời gian của mình. Thì đến câu thứ hai, câu thứ ba và tới câu thứ tư: Nam Hải Quan Âm, Nam Hải Quan Âm bình nước tịnh, gửi dùm bá tánh bớt tai ương. Thì quý vị mình cũng hiểu được Nam Hải Quan Âm hay là Quan Âm Nam Hải. Đức Thầy cho mình biết đó, Quan Âm Nam Hải Bồ Khổ Đà. Thì nó có một cái tích, tất nhiên là giống như ngày Bắc Quyến là con của vua Vô Chánh Niệm, mà vua Vô Chánh Niệm là tất nhiên là quy y giữ là ngài Đức Bảo Tạng Như Lai. Thì tất nhiên người vị thái tử Bắc Quyến này giống như nghe vua cha, giống như là con hãy phát tâm cầu đạo vô thượng để nói theo giống như là Đức Bảo Tạng Như Lai. Thì cái người con này mới dâng lên, mới là y lời, giống như là nghe theo cha mình, giống như trong cái đời sống của mình, giống như tạo mới bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu những cái phước duyên, và đem bao nhiêu những cái công đức để là tu tập của mình, xin phát nguyện để là quy y với Đức Bảo Tạng Như Lai, là xin hồi hướng những cái nhân duyên, cái công đức này xin hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Thì sau khi với một cái lòng bi mẫn, nghĩa là tình thương từ bi cứu độ của Quan Âm Bồ Tát, thì sau khi ngài đã là gọi là thành tựu được cái quả vị viên mãn của mình, nhưng vì lòng bi mẫn gọi là từ bi vì cứu độ chúng sanh, ngài không nỡ về nơi ngôi vị quả Bồ Đề trường thọ là chánh đẳng chánh giác, nhưng ngài phải sao, phải lần là ở nơi một cái gian biển là bờ Nam, để sao, để cứu độ chúng sanh, nên có một cái danh từ gọi là Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì ngài sẽ dùng một cái âm thanh đó để là nghe, thì nên cái từ là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà. Cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Và nước bình nước tịnh thì ở đây là tất nhiên là Quan Âm Nam Hải sẽ có một cái bình nước, gọi là bình nước tịnh là bình nước cam lồ, sẽ có nhành dương liễu để là sao, để gãi nữa, gãi là để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Đó là một cái nói, một cái danh từ, nói một cái danh từ thì mình đã ra cái ý nghĩa vậy. Nhưng mà còn nói về một cái đại ý thì ở đây theo đại hậu nói nghĩa, hiểu cái nghĩa rộng, Quan Âm Nam Hải là chỉ cho tình thương từ bi, còn bình nước tịnh chỉ cho là giáo pháp. Thì chỉ có, thì đệ hậu sẽ kể một cái mẫu chuyện ngắn thì quý vị mình sẽ có nghe được coi trong bộ phim mà Tài Thiên á, lúc mà khi mà đến mà cây nhân sâm á, lúc mà cây nhân sâm á, thì để mình kể ngắn ngắn gọn thôi. Như vậy khi đến cây nhân sâm á, khi mà bà hai vị tiểu đồng được ông thầy của mình đó là để sao, để đãi cho một cái là tâm tạng là vị đường tăng này là quý hiếm lắm. Thì sau khi đãi thì tâm tạng này tất nhiên là giật mình, đây là trẻ mới sanh mà, tại sao mà phải sát sanh vậy, phải ăn như vậy là đâu có được. Nó đó là một cái gọi là mắt thịt, nhìn là thấy y thật, nhưng ở đây thì Tài Thiên là biết đây là nhân sâm. Thì đây là bẻ sao, với ba người giống như là bẻ lén, là bẻ là ba quả thôi, chỉ chọc ba quả. Nhưng không ngờ là tất nhiên là không biết á, chỉ là chọc quả đầu tiên thì nó bị chui xuống đất, nhưng bắt buộc phải bẻ thêm ba quả nữa
thì tất nhiên hai vị tiểu đồng này tất nhiên là sau khi được mời á, hai quả cho Đường Tăng giống như là Tâm Tạng ăn mà không ăn, thì về phòng thì tự nhiên là hai vị này ăn. Thì lúc này tất nhiên là ba đồ đệ của Tâm Tạng phải đi ra bẻ là phải sao, sau khi đi về ăn, thì về ăn ba quả mà mình phải chịu quan một quả. Thì lúc này tất nhiên là sáng lại tất nhiên là ra phải đếm, rồi như vậy là đếm là nhân sâm này là phải mắc. Như vậy mắc ở đây là tất nhiên là qua, tất nhiên là phải báo lại. Như vậy thì nói đổi thừa, như vậy thì của gọi là mời á mà không chịu ăn mà lại đi ăn cắp. Thì lúc này tất nhiên là đôi co lại với nhau. Ở đây là mình nói đôi co lại với nhau. Thì trong cái sự đôi co này thì bắt đầu là Tâm Tạng mới là quyết định hỏi là các con có bẻ không, có cắp của người ta không. Lúc này phải thừa nhận thôi, thầy lên tiếng rồi, nói dạ có, nhưng mà chỉ có ba quả, bên kia nói bốn quả, ba quả bốn quả là giằng co với nhau. Thôi như vậy thì bắt đầu cái cuộc mà giằng co này nó không yên, nên làm cho Tài Thiên phải là bức nóng, là phải sao, phải gọi là biến ra ngoài, giống như biến cái thân thứ hai của mình ra ngoài, là phải đập đổ cây nhân sâm này. Còn hai vị tiểu đồng này sau khi mà thỏa mãn được một cái sự gọi là sao, lỗ mãn của mình, gọi là cơn nóng giận đó, gọi là tất nhiên là xài xẻ và nặng nhẹ và chửi mắng đủ thứ. Như vậy thì chắc có lẽ là hai người này qua một cái cơn như vậy bắt đầu là tỉnh tâm lại, chắc có lẽ là mình du qua người ta rồi, thôi bây giờ mình sẽ ra mình điếm lại. Ra điếm lại nhìn thấy không còn một cây, một trái, không còn một nhánh nào nữa hết. Lúc này than khóc là lúc này sao? Lúc này là bắt đầu là mới dừng, mới bàn kế lại. Giả như là không có chuyện gì hết, nấu ăn đãi đàng hoàng, làm sao đặng khóa cửa hết, nhốt thầy trò lại, chờ thầy về giải quyết. Nhưng mà Tài Thiên ấy, ủa đâu có lý do nào, đã mình đập đổ, mình khóa hết, mà tại sao bây giờ lại phải đối xử tốt mình như thế? Thôi lúc này Tài Thiên mới hiểu được rồi. Như vậy thì biết là mình đã bị giống như bị gạt rồi. Thừa đêm bắt đầu là phải sao bốn thầy trò trốn đi. Nhưng trốn đi thì giữa đường này đâu có thoát khỏi là tất nhiên là vị đại tiên của mình. Con không nhớ đại tiên nào rồi chú hai. Lúc này mới bắt lại. Thì tất nhiên là chỉ nói gọn lại thì tất nhiên là bao nhiêu chém, bao nhiêu là thảy vào dầu sôi lửa bỏng đều là tất nhiên là làm cho phải hư hại hết. Nên thành ra vị đại tiên này mới nói, bây giờ ngươi không biết làm như thế nào, mà ngươi làm sao phải cứu sống được cây nhân sâm của ta, thì ta với ngươi tất nhiên là xóa đi thù oán, mà phải kết đi một cái kết tình nghĩa là anh em huynh đệ. Lúc này Tài Thiên nói chuyện này là chuyện nhỏ, mà chuyện dạ. Thì lúc này đặc biệt có một cái là khi đi lên là hỏi ba vị gọi là phước lộc thọ, phước tinh lộc tinh và thọ tinh, ba vị này hỏi sao, nhờ ba vị này để cứu dùm cây nhân sâm. Ba vị này nói không, nhân sâm này là ngàn năm, chúng tôi đâu có khả năng để mà cứu được cái cây này. Thì lúc này ba vị này mới nói, như vậy thì có thể là hướng nam, có thể là hướng nam, có thể là có phương pháp cứu. Là nói vậy là Tài Thiên nhớ là Quan Âm Bồ Tát liền. Thì nhờ Quan Âm Bồ Tát thì là Quan Âm Bồ Tát mới sao, mới có nói nặng nhẹ với Tài Thiên chút xíu, nói con khỉ này, nói đi dọc đường mà tất nhiên mà bây giờ mà phải phá làm tổn hại của người ta như vậy đó, nên thôi Tài Thiên cũng biết lỗi, nhờ Quan Âm Bồ Tát đem tình bình đó là gửi cái cây. Như vậy Quan Âm nghĩa là Nam Hải Quan Âm Bình Nước Tịnh, ở đây muốn nói là tất nhiên là mình sẽ hiểu ra một cái. Như vậy thì Quan Âm chỉ cho là tình thương, lòng từ bi, mà nước tịnh bình này tất nhiên là giáo pháp. Thì giáo pháp này nó sẽ có công năng cứu được cây nhân sâm và quả nhân sâm này sống trở lại. Thì ở đây mình muốn nói, như vậy thì ba vị phước lộc thọ này dụ cho ở thế gian, vì gì tiền tài danh vọng này không thể nào cứu được cái sanh tử của mình. Như vậy thì chỉ có giáo pháp là
nước tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát, chỉ có giáo pháp này mới tắt, tưới tắt được lòng phàm. Chỉ có giáo pháp này mới đưa chúng sanh rời bể ái, đưa chúng sanh rời bể khổ, và đưa chúng sanh này thoát khỏi biển mê sông khổ, và mới chấm dứt được sự luân hồi. Nói như vậy thì theo vì chúng sanh mình á, Tài Thiên cũng là một cái sự nóng giận, và hai vị tiểu đồng cũng là sân hận. Thì trong cái sự sân hận này, nó làm cho tan nát cả sự, mất đi sự đoàn kết, mất đi tình thương yêu của nhân loại, mà mất đi sự sống của muôn loài vạn vật. Và như vậy thì ở đây nhờ có, nếu mà không có Quan Âm Nam Hải là từ bi, lòng tình thương của từ bi, không có nước tịnh bình là giáo pháp, thì tất nhiên là không thể nào can thiệp được sự sống chết, can thiệp được sự sanh tử, và can thiệp được là cái tánh mê của chúng sanh.